Xem hết video này cùng em Lê Hương ô tô Hải Dương, xem nào có xứng đáng để được một nút like của khách hàng nhà mình không ạ. Tiếp tục trong series báo giá và review tất cả những mẫu xe ô tô đã qua sử dụng, thì hôm nay đây em Lê Hương ô tô Hải Dương lại về thêm được cho mình một mẫu xe Ford Fiesta đời 2013 số tự động, giá chào bán 318 triệu, công khai trực tiếp trên buổi báo giá ngày hôm nay. 318 triệu bao rút hồ sơ và có thương lượng, có linh động hơn về giá cho mình. Thì với chiếc xe Ford Fiesta này cũng là phiên bản hatchback nhưng mà nó không hề bị cụt, cũng không hề bị ngắn này. Form dáng này, đầu rất là dài và form dáng phía sau thon gọn đẹp cho em, không hề cụt giống như Kia Morning hay là Hyundai i10. Thiết kế thì với lớp sơn màu trắng sứ đẹp cho em như thế này. Được thiết kế nổi bật trên mặt ga lăng là có hai cái đèn pha, cụm đèn pha siêu sắc nét và mắt hơi hếch lên. Đèn halogen rất là sáng này, không hấp hơi, không mờ nước, đèn gầm đầy đủ cho em. Và cái điểm ngoại thất bên ngoài không những là sở hữu một lớp da trắng đẹp mà em nó còn có những cái đường dập lồi tạo điểm nhấn trên thân xe. Những đường dập lồi rất là sắc nét này, những cái khớp lối thì gần như là không nhìn thấy được, phải nhìn kỹ mới thấy nhá. Những cái đường uốn lượn dập lồi trên thân xe thì cái phần lốp các bác nhìn thấy cho em này, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Tinh tế nhưng mà không kém phần khỏe khoắn này. La răng thể thao, phanh ABS, gầm bệ thì sạch đẹp cho em, không hề mục mọt nên các bác hoàn toàn yên tâm. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em hai bánh trước, hai bánh sau là phanh tăng chống. Với đời 2013 này thì sẽ có reset trên vô lăng cho em này. Gương kính thì em cũng cam kết là từng chiếc gương nhỏ nhất cũng là liền đời cho mình. Xi nhan được tích hợp trên gương. Lẹp chân kính ốp hết cho em là vẫn là nhựa nhưng mà ốp sạch sẽ rồi, có vỉ chắn mưa đầy đủ cho em này. Gương kính thì liền đời từng cái phụ kiện chi tiết nhỏ nhất. Đối với dòng Ford, nhiều khi các bác là bảo là em ơi đi dòng Ford anh sợ là sẽ phải thay tốn tiền, phụ tùng nó đắt. Nhưng mà dòng Ford nó cho mình một cái chất lượng làm sao ạ? Trước khi các bác lo lắng về cái vấn đề tiền để đi sửa xe thì các bác phải hình dung cho em một điều là dòng xe rất là bền luôn, cực kỳ là bền bỉ nhá. Dòng Ford rất là bền bỉ luôn chứ không phải là như các bác nghĩ là sẽ phải sửa chữa hay gì đâu ạ. Rất là bền. Từng con ốc nhỏ nhất các bác này, đời 2013 vẫn giữ được cho mình một cái phong thái bút chấm sơn QC của nhà sản xuất này. Từng con ốc nhỏ nhất không hề bị vặn xoáy. Tích cơ của nhà sản xuất, kệ bước chân lên xuống ốp mạ chrome, từng con ốc bé không hề bị vặn. Em sẽ bước luôn vào khoang điều khiển của chiếc xe. Với thiết kế mặt vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn được trang bị ở trước mặt vô lăng rồi, kèn, còi đây, for. Và cũng như là có tổ hợp phím bấm trên vô lăng này, reset đây, set trên vô lăng luôn. Tăng giảm âm lượng cho em luôn rồi. Chạy chuẩn là bao nhiêu km? 7 vạn. Chạy chuẩn là 7 vạn rồi. Đầu đài nguyên bản theo xe, có cái màn hình cỡ vừa, kết nối Bluetooth, kết nối Wi-Fi, kết nối mạng nghe nhạc tẹt ga cho em. CD, radio, AUX, phone đầy đủ cho em, tự động luôn nhé. Khóa cửa, cảnh báo này, lấy gió 4 cấp cho em, lấy gió trong ngoài, lấy gió 3 vị trí, sấy sưởi kính đầy đủ cho em. Mùa đông thì ấm áp mà mùa hè thì mát sâu, chính là về nói về chiếc xe này rồi. Cần số đây, sáng led cho em, không hề hấp hơi, em xin lỗi, không hề bị mòn, không hề bị bóng luôn. Cần số còn rất là đẹp, xe đi cực đầm, cực chất cho em. Thân vỏ thì chắc chắn, ghế da đẹp, máy móc không đâm sâu, cũng không ngập nước, không bơi lội. Có cho em một cổng USB này, cổng sạc là cầu tàu thuốc này, và hai cái hộp này để nước, để sữa cho mình. Sâu hơn vào bên trong thì thiết kế có cái hộp mà để đồ như thế này, cũng như là bệ chống mỏi tay, cũng như là để bác nào giấu quỹ đen. Em nghĩ các bác giấu quỹ đen trên xe này chắc là vợ không biết được đâu ạ. Trần thì là trần lỉ zin đẹp cho em rồi. Trần lỉ zin, có những bác thì sẽ thích là ốp ni lông, có những bác thì dù đến nhà em có ốp ni lông rồi các bác cũng bóc hết ra. Nên là tốt hơn hết là cứ để trần như thế, để các bác nhìn vào đấy thì các bác cứ thế là biết thôi. Cam hành trình có đầy đủ cho em này. Em quay nó bị ngược sáng nên các bác nhìn cam hành trình nó sẽ hơi khó. Đây, cam hành trình đang mở này. Cam hành trình có đầy đủ cho em, gương chống lóa này. Đèn trần thì vẫn còn hoạt động hoàn toàn bình thường. Đèn đọc sách còn đầy đủ cho em. Nói chung những cái tiểu tiết này các bác cũng không mấy khi dùng đến đâu. Bất đắc dĩ gọi là bật lên trong xe cho nó sáng thôi, chứ còn cũng không mấy khi dùng đến. Phần táp lô thì em cũng quay kỹ cho mình. Táp lô thì bác chủ cũ cũng bọc thêm, cũng mua thêm một cái thảm bằng lông lì như thế này. Không phải che khuyết điểm, không phải là để che xước hay che xấu, đơn giản chỉ là để cho nó đỡ nóng. Không, khi mình để đồ lên thì nó đỡ bị xước, thì nó xót ruột đúng không ạ? Một đống đồng tiền bỏ ra mà để xót ruột, để xước rất là phí luôn.
ghế da thiết kế những cái má ghế này ôm sâu trọn vào lưng của người ngồi, cũng như là lỗ thoát hơi như thế này rất là bị thoải mái, không hề bị bí da nhé. Chỉnh ghế 8 hướng cho em, chỉnh cơ. Cái này không phải chỉnh điện mà chỉnh cơ, đơn giản thôi, những cái đấy không quan trọng nhiều. Quan trọng là máy móc phải ngon. Dù xe đi như thế nào, quan trọng nhất là phải máy móc này. Với cái dàn lốp gần như là còn mới đẹp cho em, từng cái lông còn nguyên nhá. Cánh cửa thì cũng còn nguyên zin đẹp cho em, còn nguyên zin, keo chỉ zin này còn đẹp này, bẹ tì tay này, táp ly không mòn bóng. Và có cả thảm 3D ở phía dưới này, cũng như thảm rối ở phía trên như thế này rồi, rất là sạch sẽ luôn. Các bác có lên xe có đi chân đất cũng được, rất là thoáng luôn. Ghế da thì màu lông gà con sạch sẽ rồi, ghế da cao cấp, không bị rách vỡ, không bị mục mọt. Mà mùi trong xe với cái hệ điều hòa làm gió làm mát, hút không khí, lọc không khí rất là thơm, không hề khó chịu. Cụm đèn hậu phía sau thì thiết kế cực kỳ to bản này. Những dòng xe khác đôi khi sẽ thiết kế sâu hơn vào trong lắp cốp, nhưng đây nó chỉ ở bên sờ, bên hông như này thôi. Rất là to bản nên khi người phía sau và người phía bên đối diện, các bác bên cạnh nhìn phát là biết ngay các bác đang xin nhan hay xin đường sang đường rồi. Phía sau cũng có cho em trang bị là 4 mắt cảm biến này. À 3 mắt cảm biến va chạm phía sau. Cam hành trình có, cam lùi có rồi. Và có lắp cái bô như thế này, các bác nhìn em này. Lắp thêm cái bô bẹ như thế này, rất là sạch sẽ nhá. Đèn gầm đầy đủ. Em nói rồi, đối với bản Ford Fiesta này, nó là bản hatchback nhưng không hề bị cụt đâu ạ. Lên khoang cốp của nó cũng gần tương đương với bản sedan của những dòng khác này. Khoang cốp cực kỳ lý tưởng cho em nhá. Nó không hề bị cụt. Nhiều bác bảo là đi xe Ford Fiesta, đi xe Kia Morning, Hyundai i10 thì nó nhìn giống như là bị cụt đít, không có hậu. Thì đây nhá, các bác nhìn cho em này. Lốp sơ cua và dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên cho em. Nhưng mà vì dùng một tay để quay nên khi em mở ra hơi khó này. Bên trong sâu cái phần lốp sơ cua này, nó chính là dụng cụ tăng kích lốp nhá, còn nguyên cho em. Máng nước em cũng quay cho mình khu vực phía sau. Ốc đinh tán, từng con ốc nhỏ gọn, xinh xắn như thế này, không hề có dấu hiệu bặn giờ. Xoáy này, nốt đinh tán đây. Cốp sau với cái đôi thụt nhẹ nhàng thì mở ra mở vào rất là dễ nhá. Lẫy thì chắc chắn cho em, không hề bị nhòn. Đóng xuống thì nhẹ nhàng. Đó. Đi vòng sang bên đây. Thật sự xe rất là đẹp luôn, nên là em nói cũng hơi kỹ một chút để cho khách hàng nhìn rõ hơn về tình trạng của xe này. Đi vòng sang bên đây thì những đường dập nồi, các bác nhìn cho em này. Kể cả là thợ hay là người đi xem xe thì các bác hay thường xuyên chú ý là những đường dập nồi cho em. Nếu như không may mà đâm đụng móp méo thì có làm thế nào cũng không thể ra được. Lên một đường thẳng tắp đẹp nà lượt, đó là cái cách mà mình đi xem xe cũ. Móc khóa này, còn nguyên bút chấm sơn này, kệ bước chân lên xuống, ốp cho em mạ chrome cao cấp Ford Fiesta. Xin nhan trên gương. Trên gương thì cũng có hai cái gương cầu lồi nhỏ nhỏ như này, thì các bác có thể nhìn nó dễ hơn. Khu vực khi mà mình đang sang đường hay là lùi xe thì nhìn vào cái cầu lồi đấy nó sẽ nhìn dễ hơn nhé. Ghế da đẹp căng rồi, không còn gì phải bàn cãi. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay, cánh cửa nào em cũng quay cho mình. Ốc bản lề cũng như là móc khóa cửa, táp ly cửa. 4 quả loa to bản, trang bị 4 cánh cửa rồi, thêm 2 loa chép nhỏ ở hai bên trên cánh phần phía trên nhé. Gió điều hòa hoạt động hoàn toàn bình thường, mát lạnh, mát sâu luôn. Đây, đây là chính là cái chỗ mà em nghĩ các bác để ghi đèn ở đây thì không thể nào mà biết được. Và bây giờ thì em cũng đã quay chi tiết cho các bác xem hết về ngoại thất, nội thất, khoang động cơ, máy móc. Thì bây giờ em xin mời toàn thể khách hàng cùng em đến trung tâm. Trung tâm hay là còn gọi là trái tim của chiếc xe. Trái tim của chiếc xe. Một khi các bác xem xe cũ thì mục đích này, xuống tiền mua xe hay không, nó sẽ ở cái phần chính này nhá. Em xin phép được mở khoang động cơ máy móc của xe lên. Còn đây là khoang động cơ máy móc của chiếc xe Ford Fiesta số tự động đời 2013. Giá chào bán mà em Lê Hương đang bán là 318 triệu, bao rút hồ sơ và có linh động thêm về giá này. Ụ giảm chấn giảm sóc hai bên, tai đèn không hề đâm đụng này. Động cơ máy móc phanh ABS này, các bác nhìn cho em này, nước làm mát vẫn còn một cái nước màu hồng. Nước màu hồng này chính là nước làm mát xịn nhá. Còn nếu như nhiều bác gọi là hết phát là đổ nước lã hay nước linh tinh vào cơ, như thế thì xe sẽ không bền được. Phải mua xe có những bác nào mà nước làm mát hết phát, ra tiệm làm nước làm mát ngay. Phải yêu xe đúng không ạ? Thăm dầu này, có chỗ thăm dầu đây, thăm dò dầu này. Động cơ máy móc này, cái cả những cái thảm này, vừa chống nóng vừa giảm nhiệt còn đầy đủ cho em.
keo chỉ zin luôn. Lắp turbo keo chỉ zin luôn. Từng con ốc nhỏ nhất cũng quay cho mình rồi. Một video rất là chi tiết về chiếc xe Ford Fiesta đời 2013 số tự động. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay cho mình một video chi tiết nhất về mẫu xe Ford Fiesta đời 2013 số tự động. Giá chào bán 318 triệu bao rút hồ sơ. Và cũng như là có thương lượng về giá, nếu như bác nào mà loanh quanh trong 100 km quay đầu thì em cũng sẽ xin là free ship cho mình luôn trong 100 km quay đầu. Còn nếu như các bác nào ở xa thì em phải nhờ đến bên thứ ba, thì cũng thông cảm cho em là em xin một chút công tiền xăng để thuê bên thứ ba vận chuyển giữa hai bên nhé. Video của em đến đây là hết rồi. Xin chào và gặp lại tất cả khách hàng của em vào những video tiếp theo. Đừng quên rằng số hotline của em 0354602790, cũng như là địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại ạ.